Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Sau lễ đón chính thức vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel. Trong không khí chân thành tin cậy, hai thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA, thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics và thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Luxembourg tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Luxembourg. Hai thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hoan nghênh việc Bộ Tài chính hai nước thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh. Thủ tướng Luxembourg nhất trí thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam theo như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Ủng hộ việc sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là thỏa thuận đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước.